mỗi khi có mặt tại một nơi đông người, chúng ta thường thực hiện một nhiệm vụ bí mật, đó là đánh giá đám đông và đọc vị ngôn ngữ cơ thể của họ để nhận được những gì mình muốn. Bạn sẽ không bao giờ phải nói chuyện với người mà bạn không quan tâm hoặc ngược lại và bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu thêm nhé! Để người khác biết bạn đang lắng nghe họ, hãy lặp lại những gì họ nói trước khi đưa ra nhận xét của bạn. Sếp bạn đã mắng bạn trước mặt mọi người ư? Đó là một sai lầm. Có sức thuyết phục hơn nhiều so với việc chỉ nói, ôi, đó là một sai lầm. Nếu bạn muốn chiếm được lòng tin của ai đó, hãy thử bắt chước cử chỉ, tư thế hoặc nét mặt của họ. Bạn cũng có thể nhờ giúp đỡ hoặc xin lời khuyên, ngay cả khi bạn không cần nó hoặc không định làm theo. Việc này làm mọi người cảm thấy họ quan trọng và cần thiết, nên họ sẽ thấy rất vui vì bạn đã làm thế. Nếu ai đó đặt tay lên miệng khi đang trò chuyện, có thể họ đang che giấu điều gì đó. Tiềm thức của họ đang cố gắng giữ họ không nói ra điều ấy. Hoặc là có một vài miếng rau đang mắc kẹt trong răng cũng nên. Hầu hết mọi người sẽ không chú ý đến những thứ mà bản thân bạn đang để ý và lo lắng tới. Họ dành quá nhiều thời gian để bận tâm đến cách người khác nhìn nhận điểm yếu của chính họ. Đây được gọi là hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Hãy để ý đến cảm giác thích thú khi nói dối. Biểu hiện của hiện tượng này là một nụ cười chớp nhoáng xuất hiện ngay sau khi vừa nói dối. Cái tôi trong tiềm thức không thể nhịn được việc ăn mừng khi có thể tránh né sự việc bằng cách nói dối. Tuy nhiên, bàn chân không bao giờ nói dối. Nếu mũi giày ở đó hướng về phía bạn, có thể họ thích bạn. Nếu đôi chân của họ không hướng về phía bạn hoặc tệ hơn là hướng ra cửa, hãy thấu hiểu gợi ý này và để họ đi. Cử động của đôi mắt cũng tương tự. Mọi người đều cố gắng tỏ ra lịch sự và lắng nghe. Nhưng nếu mắt của người đó nhìn ra cửa, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ không muốn nói chuyện. Thêm vào đó là việc khoanh tay và liên tục thay đổi trọng tâm cơ thể từ chân này sang chân kia. Thông điệp của việc này rất rõ ràng. Tôi thả ở chỗ khác chứ không muốn ở đây và nghe bạn nói. Ai đó có lẽ đang nói dối bạn nếu họ bỏ qua các chi tiết về cảm xúc. Những người trung thực mô tả cách một điều gì đó, nghe, ngửi, trông hoặc cảm thấy như thế nào, và đây thường là những phần quan trọng nhất của câu chuyện. Nếu ai đó nói dối, họ sẽ bỏ qua các chi tiết ấy. Hãy ngáp để xem có ai đó đang theo dõi bạn không. Nếu có thì rất có thể họ cũng sẽ ngáp theo. Bạn cũng có thể thử nhìn đồng hồ hoặc điện thoại. Chúng ta không thể không bắt chước hành vi của người chúng ta để ý. Hoặc nếu ai đó trong nhóm đang kể chuyện vui và mọi người phá lên cười, hãy xem có ai nhìn bạn không. Khi mọi người cười, chúng ta sẽ tự động nhìn vào người mà chúng ta thích nhất. Một nụ cười bình thường thì không thể giúp bạn biết ai đó có thích bạn hay không. Đó phải là một nụ cười thật sự. Nếp nhăn xuất hiện ở đôi mắt là một dấu hiệu tốt. Nếu bạn không thấy nếp nhăn ở mắt, thì người kia chỉ đang giả vờ cười tử tế mà thôi. Giả sử bạn đang trò chuyện tại bàn, nếu khi đang nói với nhau mà người còn lại đẩy tất cả các món đồ vật nằm giữa hai bạn ra ngoài, thì có nghĩa là họ thực sự coi trọng cuộc nói chuyện ấy. Hoặc có thể bạn chính là người làm cuộc nói chuyện trở nên đặc biệt thì sao? Ngoài ra, nếu người đang trò chuyện cùng bạn ngồi tựa vào bàn, thì có nghĩa là họ rất thích thú với sự có mặt của bạn. Nếu họ tựa lưng vào ghế, có nghĩa là họ đang muốn ở một nơi khác hoặc với một người khác. Chân họ đang run rẩy ư? Rõ ràng là họ đang lo lắng hay bực bội. Hoặc nếu bạn buộc phải trò chuyện với một người mình không thích, hãy cố gắng giữ cho đôi chân không thể hiện những suy nghĩ thật trong đầu bạn nhé. Ngồi tựa lưng vào ghế có nghĩa là ai đó đang cố gắng thể hiện ưu thế của mình. Nếu bạn không muốn tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực, hãy cứ đứng thẳng nhé. Nếu ai đó chạm vào cổ hay loay hoay với chiếc cà vạt hoặc dây chuyền thì họ đang cảm thấy không thoải mái. Chạm vào khu vực đó chính là một cách xoa dịu bản thân vô thức. Đó là hành động các bậc phụ huynh thực hiện để dỗ dành chúng ta khi chúng ta còn bé. Việc lắc người tới lui hoặc từ bên này sang bên kia cũng có ý nghĩa tương tự. Đó là một phương pháp tự xoa dịu bản thân, cứ như chúng ta đang ngồi trên ghế bập bênh vậy. Người có cử chỉ này hiện đang cực kỳ căng thẳng hoặc thuộc tuýp người thường hay lo lắng. Bạn đang cảm thấy ngượng ngùng hay căng thẳng khi ở cạnh ai đó ư? Ái chà, hay ăn gì đó đi. Việc chia sẻ đồ ăn giúp mọi người thư giãn và tạo nên một sự kết nối đấy. Hãy tránh những tình huống lúng túng và các khoảnh khắc im lặng bằng cách hỏi những câu hỏi tiếp nối. Phương pháp này thể hiện bạn là một người biết lắng nghe và cũng khiến người khác muốn nói thêm về họ. Chúng ta đều thích điều đó.
Nếu người đang nói chuyện với bạn không đưa ra cho bạn các câu hỏi tiếp nối, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ không quan tâm đến những gì bạn nói. Hẳn là họ chỉ đang chờ đến lượt họ nói mà thôi. Chúng ta có xu hướng thích những chủ đề giống nhau. Ở buổi hẹn đầu tiên, hãy nói về thú cưng, những năm tháng đại học, phim ảnh, công việc và sở thích. Đừng nói về thời tiết. Như thế thì thật ngượng nghịu và điều đó cũng đang rõ ràng cho thấy rằng bạn đang khẩn thiết muốn họ lên tiếng để tránh những khoảng lặng. Nhưng đừng quá e ngại sự im lặng. Đôi khi, bạn hoặc người kia cần có một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ, nên đừng vội vàng quá nhé. Tuy nhiên, nếu bạn đưa ra cho ai đó một câu hỏi và cảm thấy rằng họ chưa kể hết toàn bộ câu chuyện, hãy nhìn vào mắt họ thật lâu và thân thiện, đồng thời giữ im lặng. Họ sẽ tiếp tục kể cho bạn nghe. Đừng đến nhà hàng hay chào đón những câu chuyện vụn vặt trong buổi hẹn đầu tiên. Hãy đưa người bạn thích đến công viên giải trí hoặc đi leo núi. Chúng ta sẽ kết nối với nhau dễ dàng hơn khi tham gia các hoạt động vận động mạnh và có thể sản sinh nhiều adrenaline như vậy. Hãy thường xuyên gọi người khác bằng tên. Chúng ta đều thích như vậy vì hoạt động ấy thỏa mãn cái tôi của mình. Cách này cũng giúp bạn không quên tên người ta. Giả vờ bứt những sợi lên trên áo cũng là một cử chỉ họ có những suy nghĩ không đồng thuận với bạn. Họ không hài lòng với những gì bạn đang nói, nhưng sẽ không trực tiếp nói điều đó với bạn vì họ sợ làm bạn mất lòng. Mọi người thường nhắc bạn không nên có vẻ ngoài lừ đừ vì điều này khiến bạn trông không tự tin. Và lý do đó là theo bản năng, khi đang uể oải thì bạn cố không sử dụng quá nhiều không gian mà nhường chúng cho người khác nắm bắt và rồi loại bạn ra. Nhưng bạn vẫn xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng đấy. Tự tin không chỉ là ngẩng cao đầu và ưỡn ngực ra. Bạn cũng nên chú ý đến ngữ điệu của mình nữa đấy. Nếu bạn thường nhấn ở cao cuối câu, như khi đặt câu hỏi thì mọi người sẽ không nghĩ ý kiến hoặc đề nghị của bạn là nghiêm túc đâu. Đồng tử giãn ra có thể có nhiều ý nghĩa. Sự thích thú có thể liên quan đến tình yêu hoặc không. Nói dối hoặc một nỗ lực có thật nhằm ghi nhớ một điều gì đó. Đây là lý do tại sao bạn phải kết hợp một vài mẹo lại với nhau để có được cái nhìn toàn diện. Bạn đã bao giờ trò chuyện với một người thường xuyên nhắm mắt khi đang nói chưa? Điều này khiến bạn cảm thấy kỳ lạ, vì linh cảm bên trong bạn đang cho rằng người đó không muốn nói chuyện với bạn. Khi họ nhắm mắt lại thì bạn sẽ tạm thời biến mất. Hãy nhìn vào lông mày của người đối diện để tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì về bạn. Nếu họ nhướng mày lên thì đó là một dấu hiệu của sự quan tâm. Nếu lông mày của họ nhíu vào và các nếp nhăn dọc ở ấn đường hiện rõ ra thì hãy coi chừng, người này không tin những gì bạn đang nói đâu. Hãy nhìn vào môi của họ nữa nhé. Khi chúng ta ở bên người mình thích, máu sẽ dồn lên môi và khiến môi có vẻ đầy đặn hơn. Bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác khi mắc những lỗi nho nhỏ. Vẻ ngoài lúng túng hoặc vụng về có thể trông khá dễ thương đấy. Tránh sử dụng các cụm từ như tôi tin rằng hay tôi nghĩ rằng. Như vậy, những điều bạn nói sẽ có sức thuyết phục hơn. Nhưng tôi đã quyết định làm ABC có thể là một dấu hiệu tốt. Nó cho thấy người đó đã suy nghĩ kỹ càng về hành động của mình. Nếu bạn cảm thấy hồi hộp trong các tình huống giao tiếp, hãy nhai kẹo cao su. Hoạt động này khiến bạn trông bận rộn và đánh lừa bộ não rằng bạn đang cảm thấy thoải mái. Chỉ cần đừng nhai nó to tiếng như bò là được ấy mà. Đùa thôi. Khi bắt tay, lòng bàn tay hướng lên cho thấy người đối diện là cá nhân khiêm tốn. Lòng bàn tay hướng xuống cho thấy họ là người muốn chiếm ưu thế. Bạn hãy tự quyết định xem mình muốn được nhìn nhận là người như thế nào nhé. Nếu ai đó đặt bàn tay lên cẳng tay hoặc bàn tay kia, thì đây chính là hành động tự xoa dịu bản thân. Hoặc là họ cảm thấy không thoải mái với chủ đề này, hoặc là họ đang nói dối. Giơ bàn chân lên cũng có ý nghĩa tương tự. Sự căng thẳng đến từ cơ thể đã khiến họ co chân lên. Đừng hiểu lầm việc ai đó không nhìn vào mắt bạn và coi đó là một biểu hiện của sự lươn lẹo nhé. Một số người chỉ đơn giản là không đủ tự tin để nhìn vào mắt người khác. Và tiếp theo là một mẹo cho tuýp người thiếu tự tin đấy. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái để duy trì việc giao tiếp bằng mắt với ai đó, thì hãy nhìn vào ấn đường của họ. Chúng ta bắt chước hành vi và biểu cảm khuôn mặt của những người mình thích theo bản năng. Nếu người kia không có vẻ như đang đáp lại sự thắc mắc, hài hước hay đồng thuận của bạn thì có nghĩa là họ chẳng quan tâm đâu. Nếu ai đó đùa cợt với điều đó gây tổn hại đến bạn, hãy khiến họ cảm thấy khó chịu bằng cách yêu cầu họ giải thích về điều đó. Có phải bạn của bạn đang cắn gọng kính không vậy? Hẳn là cậu ấy đang lo lắng về điều gì đó. Tốt hơn là hãy đến động viên người bạn này đi thôi.
Nếu ai đó nhớ rõ những điều nhỏ nhặt về bạn, trong khi bạn không quan tâm về những điều đó thì chắc chắn người ấy đang thích bạn rất nhiều. Nếu bạn muốn một điều gì đó từ ai đó thì hãy đưa cho họ những sự lựa chọn giả. Có thể bạn đã biết rõ rằng bạn cùng phòng của mình không muốn tổ chức tiệc tùng, nhưng bạn cũng chẳng muốn dọn phòng chút nào thì hãy đưa ra yêu cầu về bữa tiệc trước, sau đó đến yêu cầu không dọn dẹp. Những lựa chọn nằm ở vị trí thứ hai thường nhận được sự đồng ý nhiều hơn. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức, luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!